Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình cập nhật cho các bạn cái thông tin quan trọng liên quan đến cái dự án Rocky Rabbit. Thì cái dự án này là chúng ta sẽ khai thác cái điểm Po Rocky Rabbit và chúng ta sẽ được nhận IROP hoặc là quy đổi sang cái đồng token chính của dự án. Không chỉ chúng ta khai thác điểm Po Rocky Rabbit mà chúng ta còn được nhận cái đồng ton miễn phí. Ở đây dự án chi 10.000 cái đồng ton để mà phân phối cho những cái người dùng mà có cái tuyến dưới, và chúng ta sẽ mời và chúng ta sẽ được nhận miễn phí đồng ton các bạn nhé. Thì ở cái video này thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn cách mở thẻ, mở các cái thẻ để chúng ta nhận cái lợi nhuận hàng ngày, cũng như là hướng dẫn cho các bạn kết nối với cái ví ton để chúng ta rút cái đồng Rabbit Coin cũng như là cái đồng ton coin mà chúng ta kiếm được từ việc mà chúng ta mời cái cấp dưới các bạn nhé. Rồi tất cả các cái thông tin này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn ở trong cái video này. Thì hiện tại thì cái dự án này thì hiện tại thì chúng ta khai thác một cái cách giao diện cũng như là về cái phần lợi nhuận thì tương tự như cái kèo Hamster Combat các bạn nhé. Nó không khác gì một cái dự án Hamster Combat, có điều là cái cách mở thẻ thì nó khác một chút, và một số cái cách khác tham gia khác thì nó cũng nó sẽ khác hơn so với cái dự án Hamster Combat một chút xíu. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để mà các bạn mở thẻ này để chúng ta tăng cái lợi nhuận khai thác. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta mở các cái thẻ này ấy, thì chúng ta sẽ được tăng cái lợi nhuận khai thác ở đây, và nó sẽ có ba cái cột thứ nhất này, cột thứ hai và cái cột thứ ba. Và làm sao để chúng ta mở được hết tất cả các cái cột này đó, chúng ta sẽ mở được cái cột thứ nhất này, cột thứ hai, và để mà mở được hai cột này thì chúng ta mới mở được hai cái thẻ ở cái cột này và các cái thẻ ở bên dưới nữa các bạn nhé. Đó thì cái cách mở thì cụ thể như sau. Đầu tiên các bạn phải bấm ở cái dòng này, chúng ta sẽ mở lần lượt, các bạn mở lần lượt cho mình. Chúng ta sẽ mở cái thẻ này đây, các bạn mở thẻ thứ nhất thì chúng ta sẽ mở được cái thẻ thứ hai, và chúng ta mở được cái thẻ thứ hai thì chúng ta mới mở được cái thẻ thứ ba. Đó, tương tự lần lượt như vậy. Bây giờ thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây, mình update nhé, mình cái thẻ đầu tiên. Khi các bạn mở được cái thẻ đầu tiên thì chúng ta sẽ mở được cái thẻ thứ hai. Nếu như chúng ta không mở cái thẻ đầu tiên thứ hai chúng ta sẽ không mở được. Và tiếp theo thì nó sẽ là mở thẻ thứ hai rồi thì cái thẻ thứ ba nó sẽ mở ra, nó bỏ cái hình khóa đi thì chúng ta update cái thẻ này lên. Tiếp theo thì nó lại xuất hiện một cái thẻ nữa thì chúng ta lại mở cái thẻ này. Nó cứ tương tự lần lượt như vậy thì chúng ta sẽ mở lần lượt các bạn nhé. Đây mình sẽ dịch sang phần tiếng Việt để cho các bạn hiểu là tại vì sao ở trong cái thẻ này nó có những cái gì. Thẻ này là thẻ rèn luyện sức bền và xây dựng sức chịu đựng thông qua rèn luyện sức bền, và thu nhập hàng giờ của chúng ta sẽ là 540 điểm Poi Rabbit. Tiếp theo là bạn cần thêm ra giải đấu, tham gia giải đấu vào Ember và hãy tiếp tục nuôi dưỡng bản thân, nhiệm vụ rèn luyện sức mạnh và sức bền phải ở cấp 3, bạn đang trở lên mạnh mẽ hơn. Đấy. Ở đây là chúng ta đang ở cái cấp độ là level 3 đây này các bạn. Mình sẽ nâng cái này lên level 4. Đó, như vậy là mình đang nâng lên level 4 nhé. Chúng ta nâng lên là chúng ta sẽ có một cái thời gian là 24 tiếng để chúng ta cập nhật cái này. Đây các bạn, tiếp tục chúng ta nâng cấp lên này. Đấy, hình con thỏ là cái hình cuối cùng. Sau khi các bạn nâng cấp xong chúng ta sẽ nhấn vào claim. Cái mục claim này này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái thời gian của chúng ta là cái mở thẻ này, ví dụ như cái thẻ này thì chúng ta sẽ còn 9 giờ 45 phút nữa, 49 phút nữa thì cái thẻ này chúng ta sẽ claim được cái phần thưởng. Thì các bạn để ý những cái thẻ nào mà nó sáng như thế này là chúng ta claim được này. Các bạn bấm vào đây này, chúng ta sẽ nút claim. Đây mình sẽ dịch sang phần tiếng Việt để xem là nó nói cái gì nhé. Trước khi tập luyện này, chuẩn bị xuất sắc, nạp năng lượng trước khi tập luyện này, nhiệm vụ bổ sung phải ở cấp 3, kế hoạch định dưỡng của bạn đang đi đúng hướng. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ nhấn claim. Đó, như vậy chúng ta đã claim 13.000 điểm coin nhé. Đó là cái thu lợi nhuận của chúng ta. Và những cái đồng hồ còn đang đếm ngược ở đây là cái thẻ này vừa mình mới mở này, còn 23 giờ là 24 giờ ấy. Cứ mỗi một cái thẻ nào cũng 24 giờ. Như cái thẻ này là sắp được mở này, còn cái thẻ này đang bị khóa này. Đó, thẻ này thì đang bị khóa, chúng ta sẽ mở cái thẻ trên thì chúng ta mới claim được cái thẻ này. Đó là cái cách như vậy. Đây bên dưới này các cái thẻ này đều chưa được mở nhé. Những cái thẻ này mình đã mở rồi nhưng mà chưa đến thời gian thu hoạch. Đó. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại các bạn. Nhấn vào cái cột thứ hai.
Cột thứ hai ở đây chúng ta sẽ mở. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta mở thẻ thì chúng ta sẽ phải mất trừ cái điểm point trên này á, nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ tăng được cái lợi nhuận mỗi một giờ. Thì các bạn để ý kỹ của mình cái phần mình mở thẻ này thì nó sẽ tăng lợi nhuận trên này đây nhé. 3504 nhé, mình sẽ mở cái thẻ này đây, 3504. Bây giờ nó đã lên là 354 rồi nhé, 35,4 nghìn nhé. Đó, thì ở đây thì các bạn sẽ bị trừ cái điểm void ở đây. Tương tự như cái thẻ này, mình mở cái thẻ này lên này. Đây, thu nhập hàng giờ nhé. Thu nhập của hàng giờ của cái thẻ này là 731 điểm void nhé, nhưng mà mình sẽ phải mua mất 18.000 điểm void. Đó, chúng ta sẽ mua. Tương tự như thế này cũng thế, lợi nhuận mỗi giờ chúng ta sẽ là 731, mà chúng ta sẽ phải đầu tư mua 19.000 điểm void. Đó, các bạn nâng cấp hết này lên cho mình này. Tất cả cái này là chúng ta đang nâng hết lên level 4 nhé. Level 4 thì chúng ta mới cái mở cái cột cuối cùng được. Đây, mình sẽ mở cho các bạn. Đây nhé, cái thẻ này sẽ là 25.000 nhé. Các bạn chú ý nhé, chúng ta thu hoạch, chúng ta nâng cấp cái thẻ này thì chúng ta sẽ đều phải tính phí cả. Đó, trừ phí ở trên này. Và khi một mình đã nâng một loạt lên thì cái thu nhập hàng giờ của mình đã được tăng lên rồi. Đó, thì các bạn quay trở lại cái mục 3 này, các bạn nhấn nút claim này. Các bạn để ý xem cái thẻ nào nó sáng lên rồi thì chúng ta vào chúng ta thu hoạch. Đây, những cái thẻ là mình mới mở sáng nay nên cho nên là chưa có thẻ nào mình thu hoạch được. Tiếp theo đến cái cột thứ ba. Cột này, đó, thì khi các bạn nâng cấp hết hai cái cột này lên level 4 thì chúng ta sẽ thêm được một cái cột này. Các bạn nâng hết level 2, nâng level 1 nhé, tất cả hai cột này các bạn nâng lên level 1 thì chúng ta sẽ mở được cái thẻ này. Và mở hai cái cột, các bạn mở hai cái cột này thì chúng ta sẽ mở được cái thẻ này. Đó, và các bạn mở hai cái cột này lên level 3 và level 4 thì chúng ta sẽ mở được cái thẻ này. Đó, tương tự lần lượt như vậy nhé. Đây, mình sẽ nâng cái này lên level 10. Các bạn nâng lên level 10 thì nó sẽ có cái chữ com này này, tức là hoàn tất đấy. Đây, mình sẽ nâng cái này lên này. Nâng cái này lên sẽ mất nhiều nhé, 181.000 này. Sẽ mất nhiều điểm point đấy. Các bạn có thể là nâng lên một lần, hai lần cũng được, chúng ta không cần, nhưng mà các bạn phải nâng level 10 thì chúng ta mới mở được cái thẻ sau này. Nó bắt buộc là như vậy. Nhưng mà các bạn mở cái thẻ này thì càng cao thì cái lợi nhuận của các bạn cũng sẽ càng cao. Level 7 rồi này, level 8 này, level 9 này. Đó, mình nâng level 10. Khi nâng level 10 thì nó sẽ mở được cái phần này. Đây, mình đã nâng được cái thẻ này. Đây này, giải đấu này, đã hoàn thành này, thu nhập hàng giờ này. Thu nhập hàng giờ của mình là 13.002 nghìn. Và tiếp theo thì ngày mai thì mình sẽ là mở được cái thẻ này. Để mở được cái thẻ này thì tất cả các cái level kia chúng ta phải lên level 4 thì chúng ta mới mở được cái thẻ này. Vì tại sao mà mình lên level 4 rồi mà cái thẻ này chưa mở này, do cái này level 4 này. Nhưng đây, lên level 4 này nhưng mà cái thẻ này mình chưa thu hoạch được. Đây, những cái thẻ này nó chưa hề đến giờ. Khi nào mình phải thu hoạch cái thẻ này thì mình mới được cái hoàn thành lên cái level 4 này. Lên cái thẻ này. Đó, các bạn lưu ý nhé. Nó đều có cái phần mà thông tin ở bên này nhưng mà mình không mở được cái phần này, mình không mở được. Đều nó có phần hướng dẫn tất cả để chúng ta có thể đọc ở đây là chúng ta sẽ hiểu được cái nhiệm vụ của chúng ta. Như vậy là mình đã mở được ba cái thẻ, nên ở đây mình còn cái này, thẻ này chỉ mở đến level 9 là hết rồi các bạn nhé. Hai cái thẻ này lên level 10, cái này chỉ level 9 thôi. Rồi. Như vậy là mình đã trừ mất khá là nhiều cái điểm point, tuy nhiên thì mình sẽ đổi lại được cái hình con thỏ xịn hơn và ở đây là sẽ tăng được cái lợi nhuận hàng giờ của mình lên là 55.000 một giờ. Như vậy thì các bạn nhân với 24 giờ thì chúng ta sẽ biết là chúng ta thu hoạch được bao nhiêu một ngày. Đó, rất là đơn giản như vậy. Đây, mình đã nâng cấp lên, các bạn nhìn thấy ở đây là mình đã mỗi một lần bấm là mình đã thu hoạch được 10 cái điểm point. Thì các bạn nhấn vào đây này, chúng ta sẽ tăng cái booster money tab này đó, và cái phần bộ chứa nữa. Các bạn nâng lên hai cái này lên. Và các bạn khi thu hoạch hết cái phần số dư của bạn có ở trên này thì chúng ta sẽ kích vào booster, chúng ta sẽ kích vào đây. Và đây chúng ta sẽ có một ngày chúng ta sẽ có 8 trên 8 lần và mình đã sử dụng đến 6 lần. Đó, như vậy mình còn một lần nữa là sẽ hết cái lần miễn phí này. Đó.
Rồi, chúng ta sẽ quay sang cái mục ví. Ở đây thì các bạn cũng biết thì dự án đã chi ra 10.000 đồng ton để mà chi trả cho tất cả những người có công. Có công đây là tuyển được Z cũng như là mời được người tham gia. Thì dự án chi 10.000 thí điểm, 10.000 cái đồng ton này để mà phân phối cho người dùng. Thì ở đây thì hiện tại nhé, chúng ta sau này chúng ta sẽ nhận được cái điểm point, chúng ta sẽ quy đổi sang cái đồng đồng RAP Bitcoin. RAP Bitcoin và cái đồng ton này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối ví trước các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ kết nối ví này. Các bạn kích vào đây. Đó, thì ở đây cái phần này hiện tại thì dự án nó vẫn chưa mở cho chúng ta cái chức năng kết nối ví. Và khi nào mà nó mở cho chúng ta kết nối ví thì chúng ta sẽ kết nối được ví và chúng ta sẽ rút được cái đồng ton này về ví. Đó. Đó là cái cách để mà hoạt động cũng như là trong cái lộ trình của dự án sau này thì sẽ từng bước một là chúng ta sẽ được kết nối ví ton và chúng ta sẽ được rút cả cái đồng giá Bitcoin cũng như là cái đồng ton coin. Đây là một cái kèo khá là ngon. Rồi, ok, thì trên đây là toàn bộ những cái thông tin mà mình chia sẻ, muốn chia sẻ đến các bạn và hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta mở thẻ để chúng ta tăng được cái lợi nhuận hàng giờ của chúng ta lên. Ok, video này thì mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.